không muốn nói là sợ mẹ lo lắng rồi. Vì coi thật hai con mẹ không liên lạc cho nó, chứ không phải là liên lạc được mà lại giấu vào trên nhau làm gì cả. Còn giờ con cũng không biết là nó bị sao hay làm sao như nào nữa, con không biết. Không gọi được cho nó, không liên lạc cho nó ấy. Hello, chào anh em nhé. Chào mừng tất cả các bạn trở lại với video của mình. Anh em ạ, thì hôm nay cũng là ngày 30 Tết rồi. Đấy, thì cái video này thì mình sẽ đăng vào ngày mùng 1 Tết anh em nhé. Đấy, thì mọi người biết đấy, nếu bạn nào theo dõi ở trên TikTok hay là cũng theo dõi mình cũng từng nói, hay là ngay cả trên YouTube luôn, mình cũng có từng nói bằng là toại là hai tuần nay rồi là nó không về nhà nhá, và gọi điện cái thứ cũng không nghe, và hiện tại gia đình không biết nó đâu anh em ạ. Đấy, còn cái vấn đề mà bố mẹ mình ấy, thì là mình vẫn nói dối bố mẹ mình là toại nó đi chỗ khác để làm việc anh em. Đấy, nó chưa tiện về, nhưng mà đến hôm nay là chiều 30 Tết rồi. Đấy, đêm này là đêm giao thừa rồi. Đấy, thì ở đây cái Ngọc cũng có gọi điện cho mình bảo là anh ra ngoài kia để mà xem bố mẹ hỏi anh toại đấy, anh ra trả lời hộ nó, vì cái Ngọc nó không nói dối được anh ạ. Đấy, nên là nó vừa đấy gọi điện mình bảo mình ra để xem bố mẹ mình như nào, mình nói giúp chứ bây giờ một mình nó đấy nó không biết nói gì nhá. Đấy, thì bây giờ hôm nay mình sẽ phải đi tắm qua loa đã, rồi mình sẽ ra đấy rồi mình sẽ xem bố mẹ mình nói gì, rồi mình sẽ ứng phó tiếp anh em nhé. Vì bây giờ cũng gần Tết rồi, mình cũng không muốn để bố mẹ mình phải lo lắng nhiều ấy. À, ok, Tết mà mình đi quay cái video nó hơi buồn tí, nhưng mà thôi ạ, vì cuộc sống mà này mình cũng có cái sao mình cũng phải nói để cho mọi người biết thôi. Đấy, ok, bây giờ thôi, bây giờ mình sẽ đi tắm đã, rồi tí ra kia có nhà mình sẽ ghi cho em xem nhé. Ok, mọi người. Mình cũng đừng nói về anh ở trong kia, anh còn phải dọn dẹp bao nhiêu việc vậy, về gọi trong ra ngáo đã. Cái giờ này bình thường mà anh lớn rồi sắp Tết rồi anh không về thì không chịu được, thì giáo cửa ấy anh vặn nó nói sắp mùng một rồi. Cái việc nói dối không làm được thì mày làm được cái việc gì nữa? Nói dối như làm thế thì thằng nào làm xuyên Tết, Tết thì thằng nào làm nghỉ, vắt óc ra mày suy nghĩ đi, nói lừa ra mày lúc con. Nhà thì ở đâu? Con ở trong nhà trong, con sắm sửa Tết nhất. Sắm gì? Sắm gì mà cứ từ sáng đến tối bây giờ mới mò về, bây giờ là mấy giờ rồi? Ồ, nhà trong cái kia mà. Nhà trong kia bảo ra đây ăn Tết thì cho ra đông đủ thế. Bảo con ra đây thế, còn thằng Tại mấy hai tuần nay đi đâu? Nó bảo nó đi Nghệ An với ông nào chơi đấy. Có biết đâu. Sao không biết đâu? Từ trước nay cái gì cũng quấn quýt với nhau mà giờ này không biết đâu là thế nào. Nó bảo nó ăn Tết ở Nghệ An, chưa biết vào đâu về. Giỏi anh nhỉ. Thế bây giờ cả năm là xung vầy quây quần đông đủ, nhà con còn phải thừa trong kia ra đây để ăn Tết mà nó này để đi đâu ăn Tết, tại sao? Có việc gì? Có việc gì sao không về nói với bố mẹ mà cứ im ỉm, xong bắt đầu là cứ đi bền biệt từ sáng đến tối, bây giờ mới mò ra, đến nữa mới mò ra. Thằng Toại đâu? Nói giờ này nhá, còn có mấy tiếng nữa thôi, đừng có mà nào là che giấu cái gì rồi là bố mẹ không yên tâm. Bây giờ có như thế nào phải nói chứ, bây giờ hai thằng, một thằng đi chỗ khác ăn Tết, một thằng bảo không biết, thế thì là thế nào? Nó bảo nó ăn Tết ở đấy thì mẹ kệ nó lớn rồi, có gì đâu mà mẹ phải lo. Mẹ lớn nó ăn Tết đâu chả được. Thế à? Nó lớn rồi ăn Tết đâu cũng được thì. Thế thì giỏi rồi. Thế rồi thì cảm thấy cái gì cũng không là vợ mà chồng đi đâu cũng không biết nữa, còn nói chuyện gì.
bọn này đúng là bọn này là có cái gì mà không dám nói ra thì như thế nào chứ? Hai đứa này chết ta. Gì con này có nhà nói mẹ con nó kêu nói lại. Mày không phải lái nữa. Mày vợ mày có nhầm nói mẹ cô mẹ nhưng mà mày là bao giờ cũng phải quấn hơn là mày phải biết hơn nó còn phải bận con cái còn dọn rồi hả? Đúng rồi đấy anh nhá, anh trai anh tôi không biết à? Xong rồi hình thức đi đi, xong bây giờ không biết, xong bây giờ thế mày chồng mày không nhà mày không đường gọi nó về à? Chồng em nhưng mà là anh của anh, nhưng mà ít nhiều chắc là không nào biết một ít con đường con cháu. Bây giờ hai đứa này nói thật với chân nào đó mà như thế nào nhá. Ta tống cổ cả hai đứa đi ra ngoài đường. Nó gần dề. Bây giờ nó không sao, mẹ cứ để lo. Không sao. Con không biết thật chứ gì tất cả. Nhưng mà là phải về quay quần với nhau. Con thật sự là con cũng lo lắng, con tìm không biết. Giờ chỉ có anh Tuyền với anh bảo con về trong chế với mẹ nhá. Không phải cái mắt không phải trợn lên đâu. Trước sau thì rồi cũng phải biết chứ không phải vớ vẩn được mà không nói thật ra để cho mẹ còn tìm đường giải quyết chứ mà cứ nhố nhăng như thế à hả? Nó không liên lạc gì về cho mẹ. Thế con còn không biết thì liên lạc về. Suốt ngày tôi bế con cho các anh thì có cầm máy đâu. Mà nó có liên lạc gì? Giờ cái gì thông tin là hai thằng phải biết. Con là người biết đầu tiên. Nói thật. Anh nói không phải để em nói. Không phải là mình là giấu mãi được. Mày nói. Tao không biết gì ấy. Mày đừng, tao không biết gì mày nói. Mình gái anh à? Không nói lấy gì. Đi đâu mà bị gái? Con nói thật luôn là hai tuần nay là thầy Toại cũng không liên lạc gì cho con không liên lạc được cho nó không liên lạc gì cho con. Giờ con nói thật con không biết nó ở đâu cả. Cái đâu bạn nhỏ thế mà không biết nó ở đâu. Thì về tự nhiên nó đi đâu con biết đâu, tự nhiên cái cảm ra hỏi gọi đâu con biết cả nhiên lên xe từ hôm đấy cũng chả thấy nó đi về, nó chả thấy như nào. Anh gọi điện hỏi con kia kìa xem nó có giấu Toại đi không. Con nào giấu gì, tao cả nó cắt đứt mối hệ các thứ rồi, không liên lạc gì với nhau nữa rồi. Còn Toại thì chắc chắn không, càng không. Còn mày đừng cứ nghĩ mẹ chồng mày đấy, nếu đi gái nó cũng phải về nhà chứ. Nhưng mà chả biết thế nào mà lại rộng rãi đến mức độ mà để cho gái nó theo mà có vợ có con rồi mà để cho gái nó rủ dê nó bảo đi làm bảo kê cho nó thì chú không phải đi gái. Mày nói thật không? Còn bây giờ thì con không biết là Toại đi đâu cả. Gọi điện nó không được. Con không tin mẹ gọi điện cho nó xem. Hai tuần nay rồi, có phải con không quan tâm nó, con không gọi điện cho nó đâu. Gọi nó không được. Chúng mày cần bao che giấu cho nhau rồi. Bây giờ con nói thật thì mẹ cũng lại bảo bao che. Vừa nãy con đã không muốn nói là sợ mẹ lo lắng rồi. Vì con đã thật hai tuần nay không liên lạc cho nó. Chứ không phải là liên lạc được mà lại giấu bao che nhau làm gì cả. Còn giờ con cũng không biết là nó bị sao hay làm sao như nào nữa, con không biết. Không gọi được cho nó, không liên lạc được cho nó ấy. Bây giờ tên nhất là không liên lạc được thì ở nhà bố mẹ thì anh chị vợ con thì lo lắm thì ăn Tết không. Còn nói chung là mẹ không phải lo, bây giờ nó cũng lớn rồi, nó tự biết nó làm gì, nó tự biết suy nghĩ. Còn con nghĩ là chắc nó đang áp lực gì, trốn tránh việc gì đó thôi. Nên là nó đi cắt đứt liên lạc với mọi người. Đến con nó cũng cắt đứt liên lạc. Thôi nói chung là cũng còn mấy tiếng nữa sang năm mới rồi, nhưng mình cũng mẹ kệ đi để đón cái Tết vui vẻ chứ không về sắp bước sang năm mới rồi xong rồi mặt nặng mày nhẹ xong rồi gia đình như này như kia. Anh nói hay thì bây giờ gia đình anh đông đủ, gia đình em thiếu. Gia đình nào là gia đình? Anh vui được, em không vui được. Suốt ngày á, một cần bạn anh ấy. Phải gọi bạn bè nhờ nó để gọi về. Nó rất đông bạn bè, không gọi được nó thì phải gọi bạn bè hỏi.
Dạ con thật là từ trước giờ mối quan hệ con chưa có mối quan hệ nào ở Nghệ An cả. Dạ con biết hỏi ai ở Nghệ An để tìm con. Còn trước khi đi nó cũng chỉ nói con là đi Nghệ An thôi. Còn sau đấy bắt là con đã không liên lạc được cho nó nữa. Còn giờ con chẳng biết nó làm đâu cả. Thôi mẹ ăn đi con về ở trong. Mai mình chỉ mấy tiếng nữa không gọi được tới đây thì vào.